đọc hết chuyển pháp luân thì mắt tôi tự dưng sáng ra và không cần phải đeo kính nữa. Từ chỗ không đeo kính mà những chữ nhỏ li ti tôi nhìn được. Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là Hoàng Văn Thắng, năm nay 68 tuổi, dân tộc Tày, sinh tại thôn Vạch, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tôi được đắc pháp từ năm 2016. Người hồng pháp cho tôi là con trai tôi là anh Hoàng Văn Mạnh. Đấy, từ cái chỗ tôi đi mổ mắt tại Hà Nội, xong qua xét nghiệm, họ bảo là mắt tôi 3 năm mù, rồi một mắt bên trái là 7 năm mù. Thế tôi hoang mang dao động, con trai bảo có môn pháp luân công tập môn này rất tốt. Nên tôi đã nghe con trai tôi, bởi vì từ chỗ con trai tôi là một người ốm yếu, nay đã trở nên hồng hào và khỏe mạnh. Từ đó tôi cũng tin và tôi cũng đi tập. Sau một thời gian tập, được một tháng đọc hết chuyển pháp luân, thì mắt tôi tự dưng sáng ra và không cần phải đeo kính nữa. Từ chỗ không đeo kính mà những chữ nhỏ li ti tôi nhìn được. Và 5 tháng sau, tôi là người bị tai biến và tôi đã bỏ được gậy, không phải chống gậy nữa. Và được 1 năm sau thì sức khỏe đã tăng lên. Là từ đó tôi tin vào sư phụ, tin vào pháp sẽ được thọ ích từ pháp rất nhiều. Ví dụ như bệnh tật rồi đau vai gáy cứ đều trải qua một thời gian là hết. Từ cái chỗ ăn không ngon ngủ không yên, nay đã trở thành một người ăn ngon ngủ yên và rất tĩnh tâm. Và bản thể tôi cũng được cải biến từ một người rất gầy gò ốm yếu từ 42 cân lên nay đã lên được trên 50 cân. Cho đến ngày hôm nay, tôi từ một người tai biến, ốm yếu, nhưng từ sau khi tu luyện pháp này, tôi càng ngày càng khỏe ra. Từ chỗ không đi được xe mà tôi nay đã đi được, và tôi đã tự một mình đi luyện từ chỗ nhà tôi ra chỗ luyện công khoảng tầm 4 cây. Tôi đi lại bây giờ là rất bình thường. Tôi uống nhiều rượu, tính tôi lại bất hảo. Trên không sợ trời, dưới không sợ đất, việc gì tôi cũng dám làm. Con người như là hình như là thập ác bất xá. Sát sinh thì tôi đã từng giết đến trâu, đến ngựa, chứ còn giết người thì tôi chưa làm. Pháp của sư phụ viết chưa giết người, như vậy là đi tu vẫn được. Nhưng mà cái rượu này, rồi thuốc này là rất khó bỏ. Uống rượu vào, trả sát thần kinh tôi nóng nảy, cho nên là hay đánh vợ đánh con. Vì uống rượu thì tôi giao lưu bạn bè xa gần đều có. Mỗi lần uống rượu là con tôi phải thức đêm đi tìm canh tôi từng nơi từng chốn và đi cả đêm không tìm thấy. Nhưng từ ngày tôi học pháp này và đi tu thì tôi đã bỏ được rượu và bỏ được cả thuốc, trở thành một con người khác 180 độ so với người cũ. Bản thân tôi nay đã trở thành người rất hiền lành, tĩnh tâm và có tình cảm, làm việc giúp đỡ gia đình, rồi vợ con đầm ấm, tình cảm cha con, tình cảm vợ chồng, rồi là hàng xóm đều bình hòa, không như trước. Trước kia người ta nhìn thấy tôi là đã hoảng sợ rồi, không biết tôi nói cái gì và làm cái gì. Thường thường là như thế, mà thực sự là có, chứ không phải nói dối, nói suông. Đấy, thực tế là có, bởi vì trước kia tôi chưa khỏe là tôi bất chấp. Ai mà ngang với tôi là tôi phẹt, thế thôi, tôi đánh. Đấy, từ chỗ đó là người ta cũng không thích nói chuyện với tôi, xa lánh tôi. Đấy, từ ngày tôi đi tu là người ta bảo là ông này đã thay đổi và người ta gần gũi và không bỏ rơi tôi nữa. Và tôi rất cảm ơn mọi người, thứ nhất là vợ con tôi thì đã trở lại một người đối đãi tốt với tôi. Trước kia người ta bằng mặt chứ không bằng lòng, mồm thì không dám nói ra, nhưng mà trong tâm người ta rất sợ tôi. Rất cảm ơn pháp này là đã được tôi trở lại một con người mới hoàn toàn. Tôi là người tai biến, liệt nửa người bên trái, rất khó khăn trong việc tức là động tác giơ tay qua đầu thì tôi không thể giơ được. May là cũng có các đồng tu động viên khích lệ, và con trai tôi là anh Hoàng Văn Mạnh là đã giúp tôi trong những tuần đầu, là 3 buổi đầu là nâng tay trái của tôi lên. Đấy, bởi vì tay tôi chỉ ôm ngực không thể nâng lên được. Sau 3 buổi anh Mạnh giúp thì tự dưng cái thần tích xuất hiện là tôi đã giơ được. Và cho đến nay tuy rằng không nâng được như người bình thường, nhưng tiến bộ vượt bậc. Đấy, đã đưa lên đầu, so với tay phải của tôi thì 1:10, 1:8. Đấy, thực tế là rất gian khổ. Đấy, từ cái chỗ tín pháp thì tôi đã tu luyện được như vậy. Vậy xin những người đã đạt được pháp này cố gắng tu luyện, đừng có làm lỡ cơ duyên vạn cổ này. Hãy tinh tấn lên, đấy là niềm hạnh phúc của con người chúng ta. Mọi người hãy cố gắng mà tu luyện và tin vào pháp. Chia sẻ với mọi người đến đây thì tôi nói một cách rất chân tình và thật thà mộc mạc. Nếu có gì sai phạm xin mọi người bỏ qua. Xin cảm ơn.